trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe lại một số ca khúc về Hà Nội 12 ngày đêm lịch sử với trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Thủ đô anh hùng chói lọi chiến công, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương. Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử dân tộc ta, chiến thắng 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội vào những ngày cuối năm 1972 hay còn được gọi với cái tên đầy tự hào Điện Biên Phủ trên không là một trong những chiến công vang dội toàn cầu, thể hiện tinh thần quật cường của quân và dân thủ đô nói riêng, toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung trước một kẻ thù hùng mạnh và hiện đại hơn gấp nhiều lần.
Niềm tự hào trước những chiến công vang dội trong 12 ngày đêm đã được các nhạc sĩ ghi lại một cách thành công trong những ca khúc ra đời ngay thời điểm đó, như Hà Nội Điện Biên Phủ của nhạc sĩ Phạm Tuyên, Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng của nhạc sĩ Phan Nhân, Thủ Đô Anh Hùng Chói Lọi Chiến Công của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, Hà Nội Trên Tầm Cao Chiến Thắng của nhạc sĩ Tân Huyền, Tên Lửa Ta Đánh Rất Hay của nhạc sĩ Huy Thục, Hà Nội Tôi Đi Trong Tiếng Hát của nhạc sĩ Nguyên Nhung, vân vân. Những khúc ca mà chắc hẳn cho đến nay người yêu nhạc vẫn nhớ và vẫn thuộc. Sau đây, mời quý vị cùng nghe lại một bài trong số đó, ca khúc Hà Nội Tôi Đi Trong Tiếng Hát, sáng tác nhạc sĩ Nguyên Nhung do nghệ sĩ nhân dân Tường Vi trình bày. Nghệ sĩ nhân dân Tường Vi vừa trình bày ca khúc Hà Nội Tôi Đi Trong Tiếng Hát, sáng tác nhạc sĩ Nguyên Nhung. Thưa quý vị và các bạn, trong số các ca khúc được các nhạc sĩ viết lên từ những cảm xúc chân thực nhất trong những ngày tháng 12 lịch sử, dưới hàng ngàn tấn bom cùng những lưới lửa đạn dày đặc của các chiến sĩ cao xạ và dân quân thủ đô, người nghe hẳn khó có thể quên những câu hát đầy khí thế trong ca khúc Hà Nội Điện Biên Phủ, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên. Nhạc sĩ Phạm Tuyên kể, ông viết Hà Nội Điện Biên Phủ vào đêm 27 tháng 12 năm 1972, ngay khi đang ngồi dưới hầm trú ẩn tại Hà Nội. Những vầng sáng rực rỡ trên bầu trời hắt ra từ lửa đạn của ta và từ những xác máy bay bị bắn cháy đã tạo thành những cảm xúc dâng trào, giúp ông nhanh chóng hoàn thành ca khúc. Và cũng nhanh chóng, ca khúc được thu thanh phát đi trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, đem niềm vui đến với người yêu nhạc cả nước. Thank you.
hai con sắc trời sang bầu trời hầu khi thân lòng anh lên người người cùng ta lo bước tới về bất lô hùng thần khá sâu ý chí chúng ta đây mạnh hơn ngàn lần bom súng quân thù hồ trần điện biên này sẽ vui mong tâm lòng Hà Nội ơi đây thăng long đây đông đô đây Hà Nội Hà Nội của chúng ta và các bạn đang nghe chương trình Bài ca đi cùng năm tháng với những ca khúc viết về Hà Nội 12 ngày đêm lịch sử. Nghệ sĩ ưu tú Trọng Nghĩa vừa trình bày ca khúc Hà Nội Điện Biên Phủ sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị nghe một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Phan Nhân được viết đúng vào thời điểm lịch sử đó, bài hát Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng. Đó là những ngày nhạc sĩ Phan Nhân đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông kể, bất chấp sự ngăn cản của tự vệ cơ quan Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi chụp vội lên đầu chiếc mũ sắt Liên Xô vẫn mang theo bên mình, vọt ra khỏi hầm trú ẩn, chạy lên sân thượng lầu 4, ngôi nhà cao nhất 58 quán sứ lúc đó. Lòng đầy xúc động trước cuộc chiến quyết liệt và hào hùng. Hà Nội đỏ dưới trời bom đạn, miếng đạn bay vèo vèo. Bất chấp tất cả, tôi phải tận mắt nhìn Hà Nội chiến đấu từ trên cao. Hầm trú ẩn thì an toàn nhưng quá ngột ngạt đối với tôi. Tôi thích có mặt nơi đầu sóng ngọn gió. Tôi là người trong cuộc, tôi phải tận mắt nghe, nhìn để viết. Hà Nội mến yêu của tôi, của chúng ta mà cũng là của riêng tôi. Thank you.
đường lòng gió thênh thang năm cửa, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao. Ơi đông đô hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây. Ơi Thăng Long ngày nay chiến công giảng danh non sông. Hà Nội mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của ta, là ngôi sao mãi rạng rỡ. Trong nước sông Cửu Long nhẹ nâng bước chân hành quân, dệt nên tiếng ca át tiếng bom rền. Hà Nội chúng ta vọng lời ca thiết tha, át tiếng bom rền. Quý vị và các bạn thân mến, bài hát Hà Nội niềm tin và hy vọng, sáng tác nhạc sĩ Văn Nhân qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh đã kết thúc chương trình Bài ca đi cùng năm tháng hôm nay. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.